Các bạn trên tay mình đây hai chiếc điện thoại V Smart Active 3 vừa mới được thay mới main tại di động cao cấp.vn. Cái điện thoại V Smart Active 3 main lỗi, main khởi động lúc lên lúc không chập chờn, cần một địa chỉ thay mới main. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn main của V Smart Active 3 Thay mới cho quý các bạn những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp vn cần thay mới main cho về Smart Active 3. Quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp vn Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết. Chúng tôi sẽ ship main đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn vị và bạn đã xem video để di động cao cấp vn Địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để chỉ thay thế, sửa chữa, thay mới main cho điện thoại về Smart Active 3. Xin cảm ơn vị và bạn.